Triển lãm Thanh Hóa 70 năm với chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5 năm 2024. Với khối lượng đồ sộ các tư liệu ảnh, sách và hiện vật được trưng bày, triển lãm đã tái hiện đầy đủ và sinh động về chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, cũng như những đóng góp to lớn của quân và dân Thanh Hóa cho chiến thắng lịch sử này. Triển lãm đã mang lại ấn tượng và cảm xúc sâu sắc cho người xem. Chiến sĩ Điện Biên Dương Đình Nhì ở thành phố Thanh Hóa từng là chiến sĩ của binh đoàn pháo cao xạ, chủ lực trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ. Ngắm nhìn những bức ảnh về đơn vị pháo cao xạ và các tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ được trưng bày tại triển lãm, ông bồi hồi, xúc động và đầy tự hào khi nhớ về những tháng ngày gian khổ, ác liệt và hào hùng năm xưa. Chúng tôi rất là xúc động và cũng tự hào là những người đấy được Đảng, Nhà nước rèn luyện cho một người lính vẫn vững vàng tay súng để mà bảo vệ Tổ quốc khi đánh gian được. Bộ Tổng Tư lệnh ở đấy ra lệnh tất cả cho các cái quân binh chủng đó là nhất là cái pháo binh. Thì lúc đấy tôi cũng rất là xúc động, nghĩ lại lúc đó mình vẫn phải là lúc đấy mình cứng rắn mà phải nắm nhìn thẳng vào quân thù. Triển lãm Thanh Hóa 70 năm với chiến thắng Điện Biên Phủ giới thiệu tới công chúng gần 300 ảnh tài liệu và hơn 300 ấn phẩm sách về chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa với chiến thắng Điện Biên Phủ. Các tư liệu và hiện vật được sắp xếp thành 3 phần, gồm phần 1 Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử, phần 2 Thanh Hóa với chiến dịch Điện Biên Phủ, phần 3 âm vang Điện Biên. Một số hiện vật quý được trưng bày, đặc biệt là chiếc xe đạp thổ, phương tiện chính vận chuyển hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí, quân dụng đã tạo nên điểm nhấn cho cuộc triển lãm. Để chuẩn bị cho triển lãm Thanh Hóa với chiến thắng Điện Biên Phủ, các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ là Trung tâm Triển lãm Hội chợ Quảng cáo, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh đã rất dày công trong công tác sưu tầm để có được những tư liệu lịch sử, hiện vật lịch sử, tranh ảnh, sách báo phục vụ nhân dân tới tham quan. Đặc biệt tại triển lãm lần này thì lần đầu tiên có bức tranh panorama về toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ theo cái phiên bản chụp lại để phục vụ người xem. Và có một điều chúng tôi nhận thấy là mặc dù là người xem ở những lứa tuổi khác nhau, ngành nghề khác nhau, nhưng mà khi xem những thước phim tư liệu, xem những hiện vật lịch sử, những tranh ảnh được trưng bày tại triển lãm thì đều bày tỏ một sự tự hào đối với truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương đất nước, bày tỏ sự biết ơn đối với những hy sinh của các thế hệ cha anh đã đi trước, để từ đó càng trân trọng hơn những giá trị của hòa bình hôm nay. Sau 14 ngày mở cửa đón khách tham quan, triển lãm Thanh Hóa 70 năm với chiến thắng Điện Biên Phủ đã thu hút gần 100 đoàn với hơn 6.500 khách tham quan. Triển lãm thực sự để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc đối với đông đảo nhân dân. Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hôm nay khi đến triển lãm chiến thắng Điện Biên Phủ, qua các tư liệu con đã thấy một chiến thắng rất là hào hùng vĩ đại hiện ra trước mắt con. Con cảm thấy vô cùng biết ơn những các chiến sĩ, những các anh hùng đã hy sinh để cho một nền hòa bình cho chúng con như ngày hôm nay. Triển lãm Thanh Hóa 70 năm với chiến thắng Điện Biên Phủ đã khép lại, nhưng tinh thần và khí thế hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ còn âm vang mãi, trở thành động lực, niềm tin thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, phấn đấu làm nên những chiến thắng Điện Biên Phủ trong thời kỳ đổi mới, xây dựng, phát triển quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu, hằng mong muốn.